Hả? Trời ơi, có chuyện gì mà em gọi anh giật ngược giật xuôi vậy? Em gọi anh giật ngược giật xuôi mà em gọi muốn banh cái cổ họng của em luôn mà anh còn không nghe, anh dán mắt vô cái điện thoại anh chơi gì vậy? Anh chơi game gì vậy? Thôi đừng có chơi game nữa. Suốt ngày cứ chơi game. Anh chơi game không có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ có một cái chuyện rất là kinh khủng rồi đó. Mà rốt cuộc là chuyện gì? Anh có biết là em kêu anh về nhà, tại vì cái chuyện này không thể nào mà mình nói ở ngoài đường được. Cái chuyện này nếu mà nói ngoài đường mà lỡ mà ai nghe được á, là người ta sẽ nói mà người ta nghĩ cái gia đình của mình nó không cái gì hết á. Vậy thôi vô trong nhà nói đi. Không có được, cũng không thể nào nói trong nhà được. Ủa, là sao? Bây giờ ở ngoài đường nói không được, trong nhà nói không được. Mà rốt cuộc là chuyện gì? Ý em nói là bây giờ nếu mà vô trong nhà đó mà mình nói chuyện, bà nội mà nghe được là bà nội lên tăng xong, lên máu chích liền tại chỗ. Em nói thiệt với anh luôn. Trời, chuyện gì nghe ghê vậy? Cái mặt của anh giống như là chắc là nhìn em là theo kiểu là chắc là em vừa mới làm ra cái chuyện gì vậy? Đúng không? Cái mặt của anh rất là nghi ngờ luôn á. Tại sao vậy? Tại sao anh là chồng mà không bao giờ anh tin tưởng em? Mặc ai dù... biết em. Em suốt ngày gây quả hết chuyện này chuyện kia. Đúng là em đã từng gây ra rất là nhiều cái rắc rối cho gia đình này. Hoặc là em đã làm rất là nhiều chuyện làm cho mọi người phải phiền lòng. Nhưng mà tất cả những cái chuyện mà em đã làm khi mà gộp lại cũng không thể nào bằng cái chuyện mà em sắp sửa kể cho anh nghe. Cái sự kinh khủng của cái chuyện này hả, nó còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần những cái chuyện mà em đã làm. Em nói cho anh biết như vậy luôn đó. Mà cái chuyện này nó còn kinh khủng hơn khi nó liên quan tới một người ở trong gia đình của mình, không ai khác, đó chính là dì Hà. Nè, ủa vô, chú cho con nhìn nè chút đi. Cho con nói chuyện với mấy Na chút đi nè, con nhớ quá à. Na ơi, Na à, con gái của mẹ. Mẹ nè, mẹ nhớ Na quá à. Na, Na giận mẹ rồi hả? Thôi mà, đừng giận mẹ mà. Na, quay qua nhìn mẹ cái coi. Thấy ghét không? Cái mặt thấy ghét không? Mày đặt liếc liếc tôi nữa, không thèm nhìn tôi nữa. Trương quá à. Cái mũi chứ trương quá à, cục cưng của mẹ chứ trương quá à. Ừ. Rồi bây giờ ha, để mẹ đi mẹ mua sữa cho Na nha. Mẹ mua bánh cho Na nữa nha, mua quần áo đẹp cho Na nữa nha. Vú ơi, vú nhớ cho con bé Na nó uống sữa nghe vú. Thí dụ mà nó mà lười á là vú lấy muỗng vú đút cho nó. Con nhỏ này nó lười dữ lắm. Trời đất quỷ thần ơi, bé Na là ai? Sao chị mẹ chồng gọi là mẹ con rồi gửi cho bà vú giấu ở dưới quê, và bây giờ mua sữa mua bánh gửi về nữa? Ôi thôi được rồi, mẹ để mẹ nói, mẹ nói với Honey của mẹ, cho mẹ tiền mẹ sẽ đi siêu thị mẹ mua nhiều quần áo đẹp cho Na luôn nha, mua nhiều đồ chơi cho Na luôn, đồ chơi Na chơi hư hết rồi đúng không? Rồi mua cho Na một căn nhà mới luôn. Thôi chết rồi, sao lại có chuyện oan nghiệt này xảy ra như vậy được? Sao chị mẹ chồng lại giấu giếm gia đình, sao lừa dối gia đình, rồi chồng mình không có được mua xe mua nhà mà bà bây giờ bà muốn độc chiếm hết hay sao? Đừng có mơ. Em nói chuyện với mấy nè. Biết rồi. Khi anh thấy cả ba chồng mình cũng biết chuyện này nữa hết trời. Anh nữa nha. Thôi đi. Trời ơi, anh bao nhiêu tuổi, bé Na nó bao nhiêu tuổi mà anh đi ganh tị với nó? Không phải ganh tị mà kiểu nhiều khi thấy em quan tâm chăm sóc lo lắng rồi mua đồ chơi, mua nhà, mua xe cho nó, nhiều khi anh chạnh lòng. Chứ nó con em mà em không thương nó chứ em thương ai bây giờ? Nè, em nói trong nhà là em thương nó nhất nè, rồi em thương anh nhì nè. Nói vậy thôi chứ ai mà đi ganh tị con của em bao giờ. Con em cũng như là con của anh thôi. Trời ơi, mày cáo này cho mày thôi. Anh ơi là anh mất hết tài sản rồi anh ơi. Ăn bánh lắm với lại sữa. Rồi em tính mua cái xe đẩy để có thể... Anh hả? Về nhà đi. Về nhà tôi nói cho nghe chuyện này nè. Ghê chưa? Ghê. Quá ghê luôn, em kể em còn thấy ghê luôn á. Nhưng mà nãy giờ anh nghe anh cũng chưa thấy cái gì ảnh hưởng tới tương lai về chồng mình hết. Sao? Tại sao anh nói là không có ảnh hưởng tương
hai vợ chồng mình được. Em nói cái chuyện này đã kinh khủng rồi, nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều người, đặc biệt là vợ chồng mình. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà anh để cái chuyện này nó tiếp diễn ha, là bắt đầu dì Hà sẽ rủ rì với ba Hoàng, rồi dì Hà sẽ từ từ bòn rút hết tất cả tài sản của ba Hoàng, bao gồm tiền bạc và cái nhà này. Và khi mà dì Hà đã lấy được cái nhà này rồi thì dì Hà sẽ đuổi anh và em ra ngoài đường ở, và chúng ta sẽ không có nhà ở. Và cái nhà này, cái tài sản này, tất cả những gì ba Hoàng đã làm lụm bao nhiêu năm qua sẽ được dành qua cho bé Na. Bé Na con của dì Hà, anh hiểu chưa? Nội, vậy có khi nào tụi con phải đi ra ngoài đường ở không nội? Không bao giờ. Tụi nó muốn đuổi con phải bước vào xác của nội. Để nó về đây đi, nội làm ra rõ trắng đen chuyện này. Cái người ra khỏi nhà là cái kẻ gian dối đó. Đúng rồi đó nội. Tiền đâu đó? Con chào cả nhà. Ủa, sao cả nhà có vẻ căng thẳng quá vậy? Quang. Dạ, hết hồn à. Trong cái nhà này nè, con có coi má là má của con hay không? Dạ coi má là má chứ con đâu có coi má là bà nội bao giờ. Bà nội làm của tôi mà. Má không có đi giỡn mặt với con hay chưa? Má nói chuyện nghiêm túc đó. Thì con coi má là má mà, con kêu bằng má mà. Vậy mà tại sao con qua mặt má? Hả? Bởi hồi đầu tôi đã nghi rồi. Con có làm gì qua mặt má đâu. Trời ơi Hà. Dạ. Cô đó, cô tôi không thể nào ngờ cô quá trời luôn đó. Đó hèn chi tôi cũng nghi ngờ. Tại sao trẻ vậy mà con trai tôi lại lấy cô? Thì ra là cô có chiêu trò, cô dụ dỗ nó. Giờ khai thiệt hết đi. Cái chuyện gì mấy người giấu với mấy người, khai thiệt hết đi. Khai thiệt đi. Má, má ơi, con đâu có giấu má gì đâu má. Thôi, để con nói luôn cho. Dì, dì nói chuyện điện thoại đó dì. Dì đi siêu thị mua đồ dì cho con dì. Rồi đi mua đồ ăn, mua đồ chơi. Rồi nói ba phải mua dẫn đi chơi nữa. Dì nói thiệt đi. Có phải dì có con riêng không? Nói đi. Hai đứa đi đâu? Mua cái gì? Rồi gửi cho ai? Nói. Giờ sao? Em nói hay anh nói? Cái gì vậy nè? Nói nè. Không được đó nội. Tôi đang nói nghiêm túc nghe, không được cười khi dễ nghe chưa? Trời ơi nội thấy. Nói đi, mua đồ cho ai? Em mua ở đâu? Khai. Em mất cười với không nói được. Nghiêm túc nói chuyện với má coi. Con nghe rõ ràng luôn, lúc đó con nghe rõ ràng luôn á. Nói chuyện là phải hả? Đi mua đồ gì là cho gì? Bé nè. Đó, đi mua đồ bé cho bé nè. Đứa nào? Trời ơi. Trời đất ơi, tôi không có giữ mặt nghe. Ha. Nói, tại sao cười hoài vậy? Sao? Con muốn nói gì? Con không ngờ luôn á. Con là con ruột của ba. Ba có mình thằng con à. Ba không mua nhà, không mua xe cho con. Ba lại mua nhà, mua xe cho bé Na, con của thằng cha nào đó. Thấy chưa? Bây giờ á, em mới hiểu nỗi khổ của anh. Tội nghiệp anh quá à. Mất mẹ rồi. Bây giờ mẹ không còn ở đây để mà bảo vệ cho anh. Bây giờ á, có người khác về nhà muốn giành giật ba với anh á, vài bữa nữa hai vợ chồng mình ra ngoài đường ở luôn á, em đảm bảo với anh luôn. Không có đi đâu hết. Phòng mình nó ở đó. Bớt xàm nha hai đứa nghe, nghe nãy giờ không có nói là đừng có làm tới nha. Nói đi. Dạ thôi, nãy giờ con thấy mắc cười quá, nhưng mà bây giờ con thấy sự việc có vẻ hơi căng thẳng rồi, con không cười nữa. Ừ. Dạ con thưa với má, đúng là con đi siêu thị, con mua đồ ăn cho con của con. Trời đất ơi, thấy chưa? Hoàng ơi Hoàng, con u mê ám chướng, bây giờ nó có con riêng nữa mà con tỉnh bơ mà con đi đi. Con đi vô siêu thị, con mua đồ cho con riêng của con. Dạ. Bây giờ thấy anh mắc cười. Mắc cười cái gì? Thiệt. Má nói là má đang nói chuyện nghiêm túc mà hai đứa làm cái gì vậy? Dạ thưa má, con của con là con chó chứ không phải con người. Trời ơi là cái chó. Cái gì? Dạ bé Na nó là con chó. Ai nghe lén cái chuyện này mà tay được tay không vậy? Dạ. Con bé. Nó nói con bé Na là con riêng của con nuôi ở dưới quê. Đúng dạ. Rồi, lúc đó con nghe rõ ràng dạ. Như vậy luôn đó. Cả nhà, thưa hai con và thưa má, con chó nó cũng cần có đồ chơi. Dạ. Nó cũng cần có đồ ăn. Dạ. Nó cũng cần được đi chơi, nó cũng được cần được mặc đồ, bởi vì nó là thú cưng. Dạ. Trời ơi, hết chuyện rồi, đi nghe xong giờ tưởng tượng. Mà con chó thì kêu con chó người ta đặt chó tên Kiki hay là gì đi nội. Bây giờ con chó đặt tên bé Na, đã vậy còn xưng mẹ xưng con nữa thì con nghe như vậy là đúng rồi. Khổ quá bé ơi, tại
vì tôi á là người yêu động vật, tôi nuôi một cái con vật á, tôi tưởng tượng như tôi thương nó như là thương con của tôi vậy đó, cho nên là tôi xưng hô như vậy từ lúc mà nó vừa lọt lòng lận kia, nên mai mốt mà có nghe thì nghe cho đàng hoàng tử tế, bỏ cái tính đó đi nghe chưa. Còn nó nghe bé dạ, đi nghe lé người ta mà không có nghe rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nghe nửa chừng không rồi ba chớp ba nhá nói là cho cả nhà xào xáo lên đó nè. Tôi đâu có cố ý đâu, thì con nghe kêu xưng mẹ rồi, rồi gì thương con, rồi gì mẹ lo cho con, rồi mua đồ cho bé Na con của em gì, thì con nghe vậy thì con nghĩ vậy thôi, có gì đâu mà mọi người la con dữ vậy, con cũng có ý tốt thôi mà, có gì đâu mà chửi con vậy thôi. Thì nó sai thôi đi chứ, mệt quá sống nhà này khổ quá. Dạy lại vợ con nghe, nhiều chuyện quá à. Chuyện của ta nghe không rõ ràng nói thì ra là con chó. Em mắc cười quá, thôi em đi đem đồ ăn vô cho bé Na. Còn mình tôi ngồi đây chi, tôi cười cho đã. Lần nào cũng mắt thấy tai nghe rất là rõ ràng mà lúc nào cũng có chuyện không thể nào hiểu nổi. Ông trời ơi, ông thử thách con tới cỡ nào nữa. Con chỉ muốn tốt thôi mà, tại sao lúc nào con cũng trở thành tội nhân trong mắt mọi người vậy? Thiệt là tức ơi là tức luôn à. Bực mình quá. Bé, đi đâu vậy? Xuống đây nói chuyện chút. Em đi vô nhà con. Nói chuyện xong đã. Nè, lần sau mà cái chuyện gì không chắc á thì đừng gọi điện kêu anh về. Anh bỏ bao nhiêu việc chạy về đây, rồi lỡ hả bà nội lên máu hả ngất xỉu sao? Thì em đâu có biết đâu, thì em cũng mắt thấy tai nghe rõ ràng mà đâu có ngờ là bị hố vậy. Hố gì mà hố, may cho em là dì Hà hiền đó, chứ hả gặp người khác là khó sống rồi. Rồi rồi em biết rồi, em biết rồi, mệt quá à. Ủa nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ đi, em làm những cái này là vì ai? Vì anh, vì em thương anh, em lo cho anh, em sợ anh sẽ bị thiệt thòi cho nên em mới làm những chuyện này. Chứ hả em không thương anh, em mặc kệ anh, ai muốn làm gì anh em cũng mặc kệ, em cũng không quan tâm đâu, đúng không? Thương thì làm ơn đừng kiếm chuyện nữa. Trời đất ơi em giờ thấy hả, quê không? Quê. Mặt anh như vậy mà đi ghen con chó thì cũng không biết chui xuống đâu luôn. Ngày mai lo mà đi xin lỗi dì Hà đi. Biết rồi. Trời thiệt luôn á, xúc cà na ghê à. Từ nay hết dám tin em cái gì luôn.